Hả? Thật á? Điên rồ thật đấy. À, đau quá. Cái gì đây nhỉ? Ồ, cậu có sao không? Tớ không sao. Nhưng xem tớ tìm được gì này. Không biết đây là gì nhỉ? Vậy cùng xem đi. Cảm nhanh nào. Này, xem đi bố ơi. Hình như tớ thắng giải. Tớ cũng thế. Nhưng mà thất vọng tràn trề. Kiểm tra nào các em. Ôi trời, thôi xong rồi. Mình chẳng có thời gian làm kiểm tra. Đáp án cho câu 5 là gì đây? À, có rồi nè. Mình còn chẳng đọc được mới khổ. Hả? Không như cô nghĩ đâu ạ. Em tưởng cô không biết mấy trò này à? Nhanh lên, đưa đây mau. Chuẩn bị kỹ đấy nhở? Hình như vẫn còn đấy. Thế này tệ quá. Em làm cô bất ngờ đấy. Dưới đó là cái gì kia nữa hả? Cô biết ngay mà. Các em không bao giờ thay đổi, phải không? Cô vẫn là hết sao? Đằng kia có gì vậy ta? Học xong em tính đi tới ngân hàng à? Hay là định tặng cô đấy nhỉ? Thật ra cô không ham đâu. Nhưng thương em thôi. Biết tôn sự trọng đạo thế là tốt. Học hành như thế sau này tương lai mới sáng lạn. Em thông minh lắm. Người giàu làm gì cũng đầu xuôi đuôi lọt. Mình kết trời mưa. Nhất là với cái ô rách nát này. Trời, cậu làm sao thế hả? Cậu mặc quần áo đi tắm đấy à? Tớ phải mua ủng mới thôi. Mày biết nó lủng từng lâu rồi. Chán không tả nổi. Tớ ướt như chuột lột. Không biết nhỏ có đói không? Nhìn tội ghê. Cho nhỏ thanh kẹo vậy. Cho tớ hả? Cảm ơn nhé. Tớ còn đầy đây này. Hả? Hết giờ rồi. Là giấy ni lông sao? Cậu ấy vứt quá trời kìa. Mình có cách rồi. Và nó chống thấm nước cực tốt. Sao phải bỏ cả đống tiền để mua ô? Hình như trời sắp nổi bão. Không lo bị ướt. Mình phục mình quá. Đúng nhịp cho ta. Thế lạ lạ tay ấy. Ngồi chơi đàn mà đói dễ sợ. Thiên gà này ăn như bìa các tông ấy. Ăn đĩa này xem sao. Xem nào. Cũng được đấy. Tiếng gì sột soạt đấy nhỉ? Không biết mình còn đồng nào không? À, cứ tưởng là tờ 1 đô. Chán như con rắn. À, gì thế này? Có ruồi ư? Chuyện này không thể chấp nhận được. Thưa cô, đây không phải là chuồng gà, tôi không ăn côn trùng. Ôi trời, xin lỗi cô. Nhìn kìa. Và chỉ như thế, biến mất rồi. Cái gì bay vào miệng tôi? Hơi cay cay. Lời khẩn cầu đã được hồi đáp. Mình thấy tràn trề sức sống. Bố ơi, mua du thuyền đi mà. Gì đẹp hướng 2 giờ. Và cái màu đó. Nhìn kìa. Đúng là đẹp thật đấy. Đẹp xuất sắc luôn đấy. Tớ sẽ mua lại đôi này. Thưa cô, cứ tưởng anh không mua được chứ. Wow, nhìn hợp chân tớ chứ này. Đi đôi này nhìn sang chảnh phết nhở. Chuẩn. Ước gì mình cũng có giày xinh. Đi đôi này 2 năm rồi. Nhưng chẳng có tiền mua giày cao gót. Nhìn ốp điện thoại kìa. Có phải là pha lê không đó? Tớ cũng phải có. Xong và xong. Cậu làm tớ choáng váng luôn. Cậu đã bao giờ nhìn thấy thứ gì lộng lẫy như này chưa? Đúng màu tớ thích nữa chứ.
ai cũng có thể mơ mà. Mơ á? Đây là hiện thực của tớ. Ta-da! Mềm lắm luôn. Tớ mệt rồi. Bye. Wow, bye cậu. Ba lô kia nhìn dễ thương quá. Xinh thật đấy. Mình cũng muốn đổi ba lô lắm rồi. Còn đồng nào không ta? Có ai ở nhà không? Phụ tớ hết sức. Nghèo rớt mùng tơi. Ngủ đã mất quá cơ. Dương ơi, cảm ơn vì giữ ấm cho chị nhé. Giữ vững trọng tâm nào. Hít sâu và giữ. 29 và 30. Tốt hơn uống cà phê. Tóc mình vẫn vào nếp. Chải răng trắng tinh cho hợp với tóc xinh nào. Kinh quá. Tóc vướng đầy vào bàn chải rồi. Mình còn cái nào khác không ta? Quá ổn. Ủa? Trời ạ, còn chút kem nào không đây? May quá, con đây. Ổn đấy. Có gì để ăn sáng không ta? Khát khô cả họng mà. Còn nữa không nhỉ? Không bình thường chút nào. Như này mình làm gì được chứ? Trời lại sáng rồi. Xin chào thế giới. Của tôi. Sao mà nhức quá. Đêm qua lạnh quá trời quá đất. Mình đắp bao nhiêu lớp chăn thế này. Ôi trời đất ạ. Cuối cùng cũng hết. Nhiều chăn quá. Ấm thật đó. Đi đánh răng rửa mặt vậy. Tự dưng muốn làm tóc ghê. Mình sẽ xếp lịch. Hôm nay tự nhiên thấy đồng bóng. Hay là thôi. Chọn bàn chải mà cũng khó nữa. Chuẩn rồi. Bàn chải đánh răng thần kỳ. Sáng lấp lánh nhìn thấy mê. Cho răng trắng như ngọc nào. Lấp lánh lấp lánh. Thêm kem đánh răng nữa nào. Muốn cả kem màu xanh nữa cơ. Ok, thêm màu nhìn đẹp mắt ghê. Và lớp cuối cùng, kem đánh răng hương quế cho miệng thơm thơ. Phải thế chứ. Máy pha cà phê đang vẫy gọi mình. Làm một tách nào. Ngon hơn cà phê ở tiệm nữa. Và chẳng phải chờ đợi. Chào buổi sáng tôi ơi. Một trăm lẻ năm. Sáu. Mình chưa bao giờ thấy nhiều tiền thế. Dè. Chơi đi. Mấy cốc á? Được thôi. Không, cả sắp cơ. Được rồi nè. Cứ theo dõi đồng xanh nếu cậu có thể. Đừng có rời mắt khỏi nó. Cậu có biết nó nằm ở cốc nào không? Tớ chịu thôi. Mọi người nghĩ sao? Phải đăng vài ảnh selfie mới để lướt feed thôi. Yay, hết hết rồi. Lướt mạng xã hội của mình một lúc nào. Wow, laptop của cậu ấy xịn thật. Còn mình thì chỉ dùng đồ thừa của vô cha. Nó còn không thèm hoạt động nữa. Làm công chúa nghèo thật khổ đó. Thôi được, chống đồ gì đó lên xem. Chả ăn thua. Khoan đã. Chắc cách này sẽ hiệu quả đó. Mình sẽ lấy khung ảnh này. Nào các chân để dựng lên. Ê, xem tớ chế hay chưa. Wow, mong là sự nghèo khổ không lây lan. Ôi,
cảm ơn cậu. Món quà dễ thương quá. Ơ, cái gì đây? À, tớ cứ tưởng... Đây, cầm lấy đi. Thôi lượn đi, tớ không muốn cậu đây nữa. Cứ biến đi. Cho cậu cái bánh đó đấy. Ờ, được. Thế cảm ơn nhá. Wow, sao nhiều tiền quá vậy trời. Mãi không hết này. Không thể tin nổi. Hả? Hả, à, tiền đó lẽ ra là của mình. Giàu to rồi, chết cả tuyệt vời. Hả, cậu ấy chuồn luôn hả? Còn một cái bánh nữa. Ơ kìa, chắc chắn là phải có tiền trong này chứ. Chả có gì, lại còn bẩn tay chứ. Tuyệt. Vương miện tập thể dục của mình. Phải đeo đúng lại vào đúng dịp. Cảm ơn, cho người lui. Ôi, tập mệt dã man. Công chúa tập tốt lắm ạ. Nhảy dây là một bài cardio hiệu quả. Và nhảy lên nào. Squat giúp đôi chân và bụng mình khỏe hơn. Trông mình phải thật đẹp trên ngai vàng. Quả cho ta. Đừng quên uống nước thưa công chúa. Thế khỏe cả người. Được rồi, tập cho xong nào. Ồ, thế là chẳng có gì nặng bằng mấy cái xô đầy này. Chỉ cần với tới đó. Ước gì mình có ghế để đứng lên. Hôm nay mình thấy nóng hết cả người. Rác ở đâu mà lắm thế? Chẳng khác gì tập gym. Ê, cơ bắp của mình khỏe và chắc ghê. Được rồi, chuẩn bị vở cho tiết học đầu tiên nào. Đúng là vở này nè. Chào cậu, chuẩn bị học à? Đồ của tôi đâu? Đúng vậy, tiết nào laptop ấy. Thôi lượn, hết việc của ngươi rồi. Có gì đó sai sai. À phải, tất nhiên rồi, giờ là tiết toán mà. Đây là laptop mình cần. Hả? Pin yếu. Vở và bút không cần pin. Thì cậu nói đúng. Phải làm gì bây giờ? Thôi nào, đây cho cậu một tờ chép bài tạm. Ôi chà, cảm ơn cậu. Bút chì nữa nè. Lúc đấy tớ kiểu gì cơ, cậu mới nói pony khác hả? Ê, nhìn kìa, có tiệc. Tiệc của Trương mà, đỉnh. Công chúa sinh ra cho những bữa tiệc mà. Nhưng mà cái váy này không ổn. Mình cần đồ lộng lẫy hơn. Như thế này. Tuyệt, chuẩn trang phục dự tiệc của công chúa. Wow, đẹp dã man. Chắc mình cũng nên thay đồ. Hả? Tưởng là mình làm giống cậu ấy là được. Chắc tại mình làm chưa đúng. Cái lon đó bay đi đâu vậy? Xuống xa mất rồi. Mình nên nhặt bỏ vào sọt rác. Mà khoan đã, mình có thể tận dụng thứ này. Tuyệt, váy này đẹp đúng như mình tưởng tượng. Chân váy bồng bềnh thích thật. Phải không nè? Ôi trời ơi. Wow, váy mới của cậu trông hay quá. Ôi, cảm ơn nha, tôi sẽ làm đấy. Chà, cậu thấy bữa tiệc này sao? Xin dừng bước, phim này không miễn phí đâu. À, tất nhiên, chờ chút nhé. Cô đùa tôi à? Chúng tôi không nhận tiền lẻ. Chắc là mình còn gì khác giá trị chứ. Thế vương miện của tôi thì sao?
Ờ, vương miện bằng giấy có giá trị gì? Không, chúng tôi chỉ nhận tiền thật. Hài dã man con ngạn, sao cô ấy có thể làm như thế chứ? Cười nhiều đau cả bụng rồi đây này. Này, xin dừng bước. Ờ, tiền nóng phiền phức thật. Đây. Ờ, thôi được. Không biết có gì bên trong nhỉ? Má ơi, cả cục vàng thật luôn. Có vẻ đây là một sự kiện riêng tư rồi. Và với loại tiền này mình sẽ biến khỏi đây luôn. Bắp rang đâu? Ngon tuyệt của mèo. Cách chân lên và thư giãn nào. Phải chuẩn bị cho xong thôi. Màu này quá hợp da mình. Không thể quên kim cương được. Hoặc mascara. Và tất nhiên nước hoa được chế tạo cho riêng mình. Còn lên đầu nữa. Vương miện đâu? Hoàn hảo rồi, sẵn sàng đi ngủ thôi. Chúc ngủ ngon công chúa. Đỉnh, máy bay này cháy phết. Oh yeah, chị đang lau sàn đây. Cảm ơn ạ. Cũng ổn đấy. Ai tiếp theo? Chào mọi người nha. Váy đẹp đấy nhở? Nhưng có biết hát không? Chán như con rán. Wow, tiền bay lả tả làm gì vậy trời? U là trời, bài hát này sao mà dài quá vậy? Bao giờ hết thì gọi tôi dậy nhá. Ơ kìa, ai ở phía sau em ấy vậy? Wow, là bé lao công của trường mà. Là giọng thật của cô bé sao? Nghe cuốn phết đấy nhở. Tuyệt thật. Em chuồn đây ạ. Đứng yên. Hả? Mình được thi sao? Ơ, làm prom queen luôn á. Cuộc thi kết thúc tại đây. Chiếc vương miện này là dành cho em. Xin chúc mừng. Đã đến lúc chúng ta lắng nghe tài năng thực thụ rồi. Kệ đuôi găng nha mọi người. Cô ta nghĩ mình là ai cơ chứ? Vương miện đó lẽ ra phải thuộc về mình chứ. Là con gái thì phải xinh. Betty ơi, đi xem phim đi. Đi ô tô mới của cậu được không? Chào Mickey. Áo khoác jean của cậu đẹp đấy. Cảm ơn nhé. Thôi, tớ vào lớp hóa đây. Cậu nghĩ mình là người vô hình à? Sơn này. Vải canvas đen. Sắp có trò hay rồi bà con ơi. Để xem sau chuyện này Thomas có còn thích áo của nhỏ đó nữa không. Phải nhanh mới được. Áo loang lổ, nhìn thấy gớm. Cứ như cậu ta ngã vào bát mù tạt vậy. Ơi, áo khoác của cậu dính gì kìa? Ôi không. Nhưng tớ lúc nào cũng cẩn thận mà. Đừng lo, không ai để ý cậu đâu. Chán thật. Nhưng không thành vấn đề. Áo quần bạn có vết bẩn sao? Nếu thế thì hãy tạo ra thứ gì đó có 102 nào. Đeo găng tay rồi sơn lên đó nhé. Rồi nhấn bàn tay lên áo. Màu sắc tươi tắn vui nhộn thật đấy. Vẩy chút sơn cho sống động nữa nào. Xong rồi. Tuyệt, trong cái rủi lại có cái may là vậy đấy. Wow, tớ phải đăng lên mới được. Kiểu áo của cậu sẽ nổi như cồn cho coi. Có chuyện gì mà vui thế mọi người? Sao áo khoác lại đẹp vậy trời? Vâng, sẵn sàng rồi ạ. Wow, là cô ấy kìa. Cho qua nào, cô không được đi vào đó đâu. Mấy tờ này có làm anh thay đổi ý không? Đây là bí mật của chúng ta nhé. Vậy thì mời cô vào. Chào cô gái, tôi mua điện thoại mới cho cậu này.
Tôi có cái đó rồi má ơi. Oh, lẽ ra tớ phải biết chứ nhở. Chán như con rán. Anh ơi, cho em qua nhá. Nhưng em tự vẽ đó ạ. Ai quan tâm chứ. Oh. Này, cho cô ấy qua đi. Thật là lung linh ảo diệu. Hả? Sao Mickey lại lên được đó? Mình thì không biết vẽ mới chán chứ. Cả lớp ơi, ai giải phương trình này được nào? Có ai không? Đừng gọi em. Betty, nhấc cái mông lên đây cho cô ngay. Vâng. Giải đi nhé, nhanh lên. Em có biết cách làm đâu ạ? Hả? Vậy về chỗ. Xì, sao cô ta phải la ầm lên vậy chứ? Còn ai khác không? Ok, lên đi. Lại là Mickey à? Váy cậu ta có lỗ kìa. Khổ thân quá ấy nhở. Lâu lâu cũng phải mua cái gì mới mà mặc chứ. Em lên đây ạ. Wow, thôi xong. Mặc quần con nít hả trời. Cậu tin nổi không chứ? Này, đã gây chú ý rồi thì cho mọi người chú ý đã đời luôn đi. Điệu nhảy đó đỉnh dã man. Đừng dừng lại nhá. Video này sẽ được nhiều like lắm đấy. Trông đẹp lắm. Tớ sẽ gọi đây là điệu lắc quần đùi. Yeah, tuyệt quá. Xem này, ai cũng thích video của cậu luôn. Sao cứ như vậy hoài chứ? Đủ rồi. Chẳng gì quyền lực bằng cô gái nổi tiếng nhất trong trường cả. Nhìn họ kìa. Hôm nay chúng mình chưa selfie cái nào nhở? Nhớ bật filter ảo lòi đấy. Này, chả thấy tớ đâu luôn. Chụp lại đi xem nào. Cheese. Vừa lắm cậu chưa? Chưa. Đúng là tụi nhà giàu. Mình còn bao nhiêu việc khác phải lo. Ví dụ như đi vứt rác đi này. Mà túi bóng ở đâu ra chứ? Mọi người đang selfie sao? Mình cũng selfie xinh được nhá. Để dựng bối cảnh cái đã. Giờ thì chuẩn bị điện thoại. Như thế này để điện thoại nằm cố định. Giống giá đỡ vậy đấy. Ok. SC ơi. Tớ á? Ừ. Cũng được đấy. Qua đây chụp selfie với tớ không? Cả hai chúng mình đều sẽ lọt vào khung hình. Và... wow! Trông cưng dã man con ngan. Và có cả hai tụi mình trong ảnh luôn. SC ơi! Alo! Tớ đứng đây chơi với cậu xíu nhá. Cậu ta bị sao vậy chứ? Váy mới của tớ đắt tiền lắm đấy, ok không? Đúng là dân chơi đó nha. Cậu uống đi này. Cảm ơn nhé. Là Mickey à? Mặc cái gì mà người nhà quê vậy? Nhìn như đồ thời ông bà mình vậy đó. Được rồi mọi người ơi, hãy bắt đầu tiệc tùng nào. Bóng bay lấp lánh đẹp ghê nè. Mình có ý này. Bạn muốn thêm phần lấp lánh à? Xong, giờ cố định với keo xịt tóc sẽ hiệu quả bất ngờ cho xem. Đẹp phải không? À mà, Mickey kia sao? Váy của cậu ấy lộng lẫy quá. Hả? Váy đẹp hết sảy luôn kìa. Không biết cậu ấy mua ở đâu ta? Váy lấp lánh của mình thì sao? Ôn trời hết tiết rồi, đòi muốn xỉu luôn. Hả? Cứ tưởng là mình chuẩn bị sandwich rồi. Cậu ấy rên rỉ cái gì không biết. Cá là cậu ấy chưa bao giờ thấy táo vàng bao giờ. Cho cậu né Kevin. Cảm ơn nhé. Au. Cảm ơn nhé, nhưng thôi. Kỳ cục thật. Khoan, biết rồi. Này, cậu còn đói không? Quả táo đó thì có gì đặc biệt cơ chứ. Nhiều tiền cũng không thể mua được đẳng cấp đâu nha. V
Vậy tại sao chúng ta không là chính mình? Đừng quên chia sẻ video này với đám bạn bè để cùng cười thật sảng khoái nhé. Xem video này chưa nè, hãy đăng ký kênh của chúng tớ để không bỏ lỡ trò vui nào nhá. Mẹ, mẹ nhìn này, trên trường sắp tổ chức tiệc á mẹ. Ôi, chà, nghe hay thật đấy con. Mà mẹ ơi, con cần đồ xinh xinh một tí để mặc á mẹ. Đúng rồi nhở, mẹ nghĩ trong này có gì đỡ ổn nè con. Để coi có cái gì nha. Hình như màu xanh xanh, nhìn như một cái áo cũ ấy. Nào, mặc đi con. Ừ, được rồi, chả ít nhất thì nó cũng vừa, vậy là ổn. Nhưng mình phải gỡ bỏ đống mạng nhện này đã. Chờ chút, mẹ sẽ dùng cái máy hút bụi để làm sạch mạng nhện. Ok, ổn sờ áp nha. Giờ quay người để mẹ hút đằng sau. Một chút nữa là được. Ao, thôi mẹ ơi. À, chờ chút nào. Cái này làm con nảy ra một ý cực hay ạ. Ok, đây là buộc tóc. Mình thử phát nha mẹ. Oh, hiểu rồi. Mẹ sẽ chồng buộc tóc vào ống của máy hút. Và giờ mẹ sẽ hút để gom hết tóc của con lại. Thế là buộc tóc có thể vào vị trí siêu nhanh. Hoàn hảo. Lần này buộc tóc cho con bé dễ dàng biết bao. Tuyệt. Có lẽ mình đã sẵn sàng tham gia buổi tiệc rồi. Cảm ơn mẹ vì đã giúp con nha mẹ yêu. Mẹ là số 1. Chúc vui. À phải, con quên thư mời này. Chào cả nhà, tôi đến quẩy nè. Hả? Annie buộc tóc hai bên à? Cả Betty cũng thế. Liam cũng buộc hai bên luôn sao? Mình sẽ không tham gia vụ này đâu. Mình là xu hướng mà. Này, cô là stylist của tôi nên cô phải xử lý vụ này nhanh đi. Ok, gặp cô ở bữa tiệc nhé. May mà cô tới kịp. Ai cũng buộc hai chùm kia kìa. Ôi trời, cô nói đúng. Thế này thì không được. Đừng lo, tôi có phương án để xử lý vụ này rồi. Tôi sẽ chia tóc ở đỉnh đầu của cô ra thành lọn. Thêm vài lọn nữa này. Và rồi lại lặp lại ở phía kia. Ok, chưa gì đã xinh xẻo rồi đây này. Nhưng chưa xong đâu. Mình sẽ cần chút long lanh. Chính xác, tôi sẽ đính thêm vài viên đá. Xuất sắc rồi. Hình như đã đến lúc tham gia bữa tiệc này rồi đó. Ôi trời, nhìn Emma kìa, xinh xỉu ngang luôn. Liam, tôi nói thật đấy, nhìn cậu ấy đi mà. Ôi, trang phục tiệc của Emma đỉnh quá. Không biết mình có thể xinh như cậu ấy không ta. Mình có mấy cục kẹo này, liếm một cái xem nào và... rơi mất tiêu rồi. Chán, chắc cách này không ổn rồi. Mình để đâu rồi ta? À, chuột kìa. Gì, chuột hả? Trong nhà mình. Ôi trời ơi. Áo mình này. Ồ, con chuột ngốc nghếch ấy cắn hỏng rồi. Bị lủng nguyên một cái lỗ to đùng luôn. Mẹ ơi. Con yêu, con ổn không? Con chuột hù con à? Không, nhưng nó làm hỏng cái áo của con thích rồi mẹ. Ôi trời, cái lỗ này đúng là to đùng. Hừ, nhưng chắc mẹ có thể làm gì đó này. Chà, chúng ta có một cái lỗ siêu to khổng lồ cần phải sửa. Thế là xong, chỉ cần cắt một đường là xong. Giờ chúng ta sẽ xử lý phần áo còn lại. Cơ mà mẹ cần cắt thêm vài đường, đừng lo, sẽ ổn thôi mà. Mẹ sẽ cắt luôn phần cổ áo và dẹp nó đi luôn. Tuyệt, rồi mẹ sẽ cắt ở giữa cái áo từ trên xuống dưới. Nhưng chỉ ở mặt trước thôi, chừa lại mặt sau nhé. Mẹ sẽ gấp các góc này lại rồi khâu kiểu nhún bèo. Đừng lo nha, cách khâu này rất dễ luôn. Chỉ cần dồn vải rồi đâm kim qua là xong. Xong xuôi, chỉ cần buộc phần đằng trước lại là có cái crop top đáng yêu rồi. Wow, mẹ ơi, con siêu siêu ấn tượng về vụ này luôn đấy ạ. Con thích lắm, cảm ơn mẹ. Ồ, còn một điều nữa, mẹ không muốn con bị lạnh đâu. Chờ chút đã. Mẹ, cái khăn này cũng bị chuột cắn nè. Lũ chuột ngốc nghếch này. Chúng ta không thể thoát khỏi chúng con nhỉ. Gì vậy, là con chuột, chạy mất rồi. Gì, mình làm chảy kem lên áo mất tiêu luôn. Hôm nay sao mà kinh khủng vậy. Vậy là phải thay đồ rồi. Để coi. Chà, mình không thích cái áo nào hết á. Trong này còn có gì để mình mặc không nhở? Ơn rồi, cô ở đây rồi, đỉnh của chóp. Tôi cần cô giúp. Ù là trời, đây đúng là tình huống khẩn cấp. Để coi trong này có gì mặc được không này. Cô thấy cái áo lụa này thế nào? Tuyệt vời, nhìn ok đấy. Này, trượt mất rồi. Úi, tôi định mặc cho cô chứ không phải cái ghế. Cũng không sao, tôi có áo này cũng xinh cực luôn. Không làm lao công nữa đâu. Mình xinh thế này cơ mà. Xin lỗi cô chủ, nhưng đừng lo, tôi vẫn còn đồ lung linh lấp lánh lắm. Hay là lần này để tôi tự mặc nhé. Được rồi này, không trúng ghế hay cô lao công nữa rồi. Sẽ ổn đấy. Đấy, tôi nghĩ bằng này là đủ rồi đúng không?
cảm ơn, lần sau gặp lại nhé. Phù, mệt thật. Không ngờ cô ta ném quần áo dở đến vậy. Nhưng mọi thứ đã ok rồi, giờ vào lớp thôi. Được rồi này, mình dán món đồ trang trí này lên rồi đó. Ok, phải kiểm tra tủ lạnh cái đã. Để coi, mình nhớ là có một cái bắp cho ngày đặc biệt mà. À, đây rồi này, may mà mình có dán nhãn. Giờ là nếm này. Ahem, chúc mừng sinh nhật Annie nhé. Hả? Gì vậy? Chuyện gì thế này? Tiệc bất ngờ cho con ạ? Đúng rồi, chúc mừng sinh nhật. Giờ ước đi con. Yay, mình muốn ăn bắp cải sinh nhật lắm rồi. Con bóp ra nhớ mẹ. Đấy. Ngon tuyệt. Tươi quá. Con ăn thêm một lá nữa đây ạ. Chúc mừng sinh nhật con yêu. Thật vui khi biết con thích bắp cải. Cho mẹ sao? Chả thế thì mẹ xin nhớ con. Wow, xem bên trong nhân của bắp cải này nè. Nguyên một cục kẹo luôn này. Hôm nay là ngày sinh nhật tuyệt nhất. Vị cam luôn đấy nha. Mẹ biết con thích mà. Chuẩn luôn. Mẹ ơi, mẹ ăn chung với con luôn nhé. Chiếc duy băng trang trí cuối cùng đã vào vị trí rồi. Để coi nào. Chả biết nữa. Con bé có thích không? Chúc mừng sinh nhật em Ma bé con. Bánh của con đây. Gì? Con ghét cái bánh này. Con chả thích cái này tí nào. Không. Anh làm đẹp hơn giúp tôi với nhá. Chả, để xem tôi có thể làm gì được. Chắc là tôi sẽ trang trí mấy món này lên trên cái bánh. Đây, xong rồi nhá. Cực kỳ tinh tế. Khác bọt thật đấy. Không biết con bé có thích không. Có bánh nướng trên bánh kem. Thích quá à. Răng con. Mẹ, sao mẹ làm vậy với con ạ? Là trời. Không. Mình phải làm gì được chứ ta. À phải, con bé thích trái cây tươi giói lắm. Chắc chắn là anh có thể làm gì đó với tô trái cây này. Vâng, chính xác. Tôi là đầu bếp làm bánh mà. Chúng tôi làm việc với trái cây hoài. Thực ra thì mấy cái đồ cắt bánh quy này sẽ giúp chúng ta trang trí. Tôi sẽ dùng nó với mấy miếng trái cây. Như vậy trái cây sẽ thêm phần đặc biệt. Ai cần trái cây chán ngắt khi mình có trái cây hình hoa và sao chứ. Giờ cắt ra xong hết rồi. Đã đến lúc trang trí bánh kem. May mà có đủ chỗ trên bánh kem cho tất cả những lát trái cây này. Và bánh kem đã xong rồi. Tên tên, cô thấy sao? Tuyệt vời, đây đúng là một chiếc bánh kem tuyệt vời. Chúc mừng sinh nhật em Ma yêu dấu. Bánh kem của con đây. Ôi trời, con thích bánh kem và trái cây tươi nữa. Ngon tuyệt quá đi mất. Chà, mẹ luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho con mà. Chúc mừng sinh nhật con. Hình như đến giờ vào lớp rồi. Ủa, bút chì của tớ mà. Ôi không, nát mất tiêu rồi. Không thể tin nổi, giờ làm sao để giữ bút gọn gàng đây. Nãy tớ đạp lên đồ cậu à. Úi, chắc mình nên lấy bút dạ và đồ dùng học tập ra rồi. Bằng này chắc là đủ để học cả ngày rồi ha. Giờ là vở viết, bìa hồ sơ và tài liệu. Hay là cứ nhét bút vào đây xem sao nhở. Là trời, nhìn cậu ấy chán dã man con ngan. Chắc mình có thể giúp cậu ấy nhỉ. Annie, cậu có thể mượn mấy cái này của tớ này. Cho tớ hả? Thật luôn. Wow, cảm ơn cậu nhiều nhớ em Ma. Không có gì đâu. Nhìn đống dụng cụ học tập tuyệt vời này nè. Mình có ý cực hay luôn. Mình sẽ dùng dây chun buộc nó dọc theo cái bìa tài liệu này. Và giờ mấy cọng dây thun này sẽ giữ cố định dụng cụ của mình. Này, có thể bỏ thêm đồ ở bên trong luôn đó nha. Wow, đựng được quá trời luôn. Và mọi thứ đã được gọn gàng ngăn nắp rồi. Tuyệt quá Annie. Cảm ơn, tớ đâu thể làm được gì nếu thiếu cậu. Sắp vào lớp rồi, cảm ơn cậu lần nữa nhé em. Tiết này chán như con rán. Này, tập trung vào bài đi. Chúng ta sẽ làm bài kiểm tra toán. Mình chỉ đếm tiền thôi, chẳng gì khác. Chả quan tâm, mị còn đang bận đây. Mong là sẽ được điểm cao, mình đã ôn bài cả đêm. Không có trao đổi gì đâu nhé, bài của các em đây. Đây nè. Mình đã có người làm bài hộ rồi. Câu này dễ ợt. Tiền thật là hấp dẫn. Điểm cao này. Cảm ơn. Cô cũng cảm ơn em vì cái ô tô xịn nhé. Em về đây ạ. Câu này khó ghê á, nhưng mình làm được rồi. Đã xong. Quả là không uổng số tiền bỏ ra. Này này, cô gì ơi, cô cầm đi này. Cảm ơn em.
là trò tốn thời gian vô bổ. Ok, cô đã chấm bài của em. Ê gì à, em làm tốt lắm. Wow, A cộng ạ. Yeah, em cảm ơn. C á? À? Sao được? Này, tôi trả tiền mà làm thế à? Ờ, biết phải nói gì đây nhở? Ờ, bực hết cả mình luôn ý. Alo, bố ạ, à? Con cần một tên mọt mới. Cất sách vở vào hộp tủ của mình cái đã. Mình thực sự phải mua khóa thôi. Hả? Phòng bí mật á? Mình chưa từng thấy phòng này. Chà, để vào xem một lượt cái nào. Wow, trong này rộng quá. Oh, nhìn ấm cúng ghê. Ít ra mình cũng có chỗ đọc và học bài. Wow, ra là thế sao? Mình phải đến đây thường xuyên hơn mới được. Wow, chào Ellie. Tại sao? Làm như mình thèm nói chuyện với Justin ý. Chả hiểu cái mô tê gì ở đây. Thư giãn một chút nào. May mà mình có một chỗ riêng để nghỉ ngơi thư giãn. Bạn cần có thẻ vàng mới vào được. Thế này mới chuẩn nè. Thiên đường là đây. Đi chơi thôi nào. Kính VR nhìn hay ho ghê. Wow, nhìn y như thật ý. Mỏi ghê cơ, mình phải thư giãn thôi. Đây là phương pháp bảo mật hiện đại nhất. Cần tắc vô náy mà. Ơn giời chị đây rồi. Xin mời ngồi. Trời phiền ghê, cứ nhất thiết phải nói chuyện hả? Tôi muốn được thư giãn hoàn toàn. Vâng ạ, em sẽ đắp mặt nạ cho chị nhé. Tiền không mua được tất cả, mà là rất nhiều tiền. Mặt nạ bằng vàng đấy. Làn da của chị đáng giá cả triệu đô la. Mà cũng đúng thôi, một tuyết mặt nạ vàng này có giá trị tương đương mà. Của cô đây. Yêu nghề quá đi. Sao cô còn ở đây? Đời phải thế này chứ. Chẳng biết nên ăn gì đây. Quá trời món để chọn này. Nhưng bố ơi, con muốn unicorn cơ. Này, đằng này nè. Tôi sẽ mang lên ngay ạ. Nhanh nhẩu lên đấy. Xin mời ạ. Chúc chị ngon miệng. Sao mình phải ngồi cạnh cậu ta chứ? Ôi trời quỷ sứ. Bồi bàn. Cảm ơn. Món nào cũng nghèo. Được của nó. Mời quý cô ạ. Gu của chị là nhiều tiền. Ngon hết sảy. Nhưng không phải ai cũng được ăn. Trời. Này. Ê, lại đây. Tiền của quý cô đây ạ. Ngon muốn xỉu. Hả? U là trời đất ơi. Vàng ngon quá. Cả hai người họ như trò hề ấy. Mình đói bụng quá. Có gì ăn thì thích biết mấy. Nhưng sao giờ? Chẳng được chọn mấy ở đây. Đúng rồi. Mình hợp màu này ghê. Cuộc săn bắt đầu nào. À ha. Thơm ngon mọng nước. Đây gọi là đồ ăn nhanh nè. Dễ như trở bàn tay. Món ngon đây rồi. Mình yêu nhện. Hả? Đúng rồi, mình quên mất hai người này. Phải tìm công việc mới thôi. Cái gì vậy? Ngủ đã mắt ghê. Dậy chuẩn bị nào. Không có nước á? Thế thì rửa giấy kiểu gì cơ chứ? Thôi, ít nhất mình vẫn đánh răng được. Ai cần bàn chải chứ? Thơm mát bạc hà. Ok. Dùng giấy là ổn rồi. Mặc gì giờ ta? Ok là dễ thương ha. Chà, thôi thế này là ổn rồi.
Không, không, dù thuyền đó quá nhỏ. Thức dậy đi nào, chờ nghỉ ạ. Chắc mình phải sáng tạo mới được. Wow, mình đỉnh quá. Cô à, dậy đi, yuhu. Đúng rồi, cô ấy không cưỡng lại nổi vàng đâu. Vàng, quả là giấc mơ tuyệt vời. Vẫn làm việc xuất sắc như thường. Tôi làm đúng phận sự thôi. Bye. Đã sáng rồi sao? Điện thoại make up của mình đâu rồi? Alo, đến giúp em với. Chị có thể làm gì cho cưng nào? Làm cho em xinh đi, trang điểm giúp em phong cách công chúa. Tiền đâu là đầu tiên cưng ơi. Rồi. Cầm đi ạ. U thánh trời ơi, hồi xin. Việc gì cũng đến tay mình là sao vậy trời? Chán như con dán. Ok, chúng ta sẽ tiếp tục ngay bây giờ. Ê, tới màn thú vị này. Cử nhân đầu tiên của chúng ta là Cheryl. Các fan yêu quý của mình. Bạn chỉ tốt nghiệp vì bố bạn mua tặng trường một cái bể bơi thôi. Xin chúc mừng. Sao anh dám đụng vào tôi? Eo. Tôi không thích. Tôi đi đây. Xin một tràng pháo tay cho Cheryl. Tiếp theo, Ellie. Nhớ bảo nhiếp ảnh gia chụp góc đẹp của tôi đấy. Đây là bằng của bạn. Yeah, tốt nghiệp rồi. Thì đúng rồi. Selfie nào. Oh, cưng ghê. Oh, mời rời sân khấu. Cuối cùng chúng ta có SC. Em rất vui mừng ạ. Woohoo! Giấy gì đó của em này. Thế thôi ạ. Anh đã tự hứa là sẽ không khóc. Lại đây bé ơi. Ok, bình tĩnh lại đi Kevin. Em xứng đáng lắm SG. Wow, bằng danh dự. Woo, yeah, giỏi lắm SG. Đây là ngày tuyệt nhất trong đời em. Có gì ăn được không nhỉ? Chúng mình rồi, tì ngon giòn mát nha nhá. Tối nay được ăn uống ra hồn rồi. Cho tôi xin chút đồng lẻ. Chị ăn táo không? Gặp lại sau nhé. Cô bé à, phóng thật đấy. Cam kích 10 đó khác biệt thật. Đừng có chạm cái tay dơ giấy vào tôi. Chị đói hả? Đây, mơ đi. Nghĩ tôi lại lãng phí cho chị chứ. Cùng. Đời lang bạt. Đủ rồi. Phải dạy cho cô bé này một bài học thôi. Giàu hóa nghèo, nghèo hóa giàu. Hả? Có chuyện gì thế này? Đời mình chưa bao giờ tồi tệ thế này. Tự ngẫm lại bản thân mình thôi. Nhiệm vụ của ta xong rồi. Tạm biệt. Chán như con rán rồi nè. Thèm ăn snack kê đó. Quản gia. Hello. Tôi đang gọi đấy. Chắc chỉ có một mình thôi. Khoan, là tủ lạnh hả? Thời tới cản không kịp mà. Cốc cốc. Thế này ăn sao được? Mà ai còn để thế này vào đây chứ? Nó đã thối luôn rồi đây này. Hay là thử cắn một miếng. Chắc mình mất trí rồi. Thôi đành. Đôi mất tiêu rồi. Chuột. Ra là mày ăn trộm. Nên là mình còn một đống. Làm ơn cho tôi cái gì ăn đi. Mình sẽ chết ở đây mất. Chả có gì. Có khi nếu mình ước nguyện thành tâm
Vẫn trống rỗng. Kiểm tra lại coi sao. Chẳng còn lựa chọn nào khác. Thông thường tương cải sẽ dưới lên hot dog, nhưng hôm nay nó là đồ uống. Loại đồ uống khó nuốt nhất. Không, đừng mở ra. Có gì ăn được trong này không ta? Của chị Tết. Yes. Hả? Chuyện gì vậy trời đất ơi? Chuông cứ kêu mãi vậy má ơi. Ai đó? Cho tôi cả ta. Được được, tôi không bị ngờ bay gì đâu. Táo ngọt giòn giòn. Chúng mình ổn không nhỉ? Tân giai tả tôi mất rồi còn đâu. Có đôi tất nào quanh đây không nhỉ? Cháu đang cần đồ để đi phải không? Cầm lấy. Cảm ơn chú nhà giáp. Còn gì sạch hơn không chứ? Có chuột. Ui méo mó còn hơn không mà. Lắm đất quá. Sao mà dính chắc quá vậy? Chúng ta không thuộc về nhau rồi. Hay là thử dùng lọ này nhỉ? Nước tẩy sơn móng tay có thể tẩy vết bẩn. Đổ một chút lên bông tẩy trang, rồi trà lên bề mặt bẩn. Tiếp tục nào, sắp xong rồi. Đó, sạch như mới. Và siêu dễ thương. Ta-da! Lao giúp chú luôn đôi này được không? Ôi, cháu xin thiếu. Đêm hôm qua mình ngủ không biết gì luôn. Không, đừng nói đây là phân chim chứ. Sao chuyện này lại xảy ra với mình chứ? Này, cứ như thể mọi chuyện chưa đủ tồi tệ ấy. Mất vệ sinh dã man. Có gì ăn được không ta? Tìm được chút snack chống đói nè. Nào, con chim này đang phá hoại đời mình. Phải cho nó biết thế nào là lễ hội. Cánh chim nóng thơm ngon xỉu. Đã sẵn rồi sao? Trong này đèn cứ phải gọi là lung linh. Bữa sáng của mình kìa. Cảm ơn nha, em đang đói lắm đây. Em thích khăn ăn hả? Thôi kệ làm gì tụi em. Nhưng hãy thử cách này. Ngượng chết mất thôi. Em cảm ơn. Trông ngon hết sỉ luôn. Ngọt thơm quá. Dĩa của em. Hả? Em có vẻ thích bánh ha. Phải ăn thì cứ ăn thôi à. Ơn trời móng tay của mình vẫn đẹp. Này em ơi, chị đang lau nhà đấy. Thật đấy hả? Nhấc cái chân lên khó thế hả? Thì đây, đấy, lau đi. Trong lúc chờ mình măm măm chuối vậy. Ngon ghê á. Được rồi, sắp xong này. Tôi muốn bỏ đi. Đến lấy giùm cái. Chẳng có ai nghe lời mình. Nhà sạch thơm mắt. Toi đời tôi rồi. Chuyện gì thế này? Sao toàn thế sao bay đầy đầu thế này? Ôi, chà, em xin lỗi. Có chuyện gì xảy ra ở đây vậy? Em xin lỗi. À thế à. Lũ trẻ bây giờ lộng hành quá. Chúng ta có thể chấm dứt chuyện này. Còn một chỗ em chưa lau kìa. À đúng rồi. Ngày gì mà thảm thế này. Mấy đồ này mình có hết rồi. Đã đến giờ ăn nhẹ rồi á. Lần thứ 3 trong ngày rồi đấy. Nhìn đường bánh quy đó mà xem.
ta bảo anh bận sáng lâu mà. Đừng. Em là vàng ngọc cao quý, tuyệt đối không được chạm vào mình bánh quy đó. An toàn. Chị có sao không? Chị không cần làm quá lên vậy đâu. Đây, thư giãn đi nào. Chị đã vất vả nhiều rồi. Đó, có sao đâu. Không mà, em này nỉ đó. Rồi, uống sữa đi cho khỏe ha. Em vui là chị cũng vui. Lại là một ngày lao động hăng say. Mình sẽ không để ai vào lớp. Đứng yên ở đó. Cô biết tôi là ai chứ? Cứ chờ đấy, tôi sẽ mách bố tôi. Ông ấy sẽ không vui đâu. Được rồi. Thank you. Chỉ là chân lẻ thôi, chẳng thèm nhặt đâu. Vợ nhà giàu. Cái chị bảo vệ kia nhìn dữ quá. Chị ấy làm mình thấy sợ quá. Ok, đi nào, mình làm được mà. Cứ tỏ ra thật tự nhiên. Đứng im. Cái đó có an toàn không? Mình biết là sẽ làm như vậy mà. Không, em không được vào. Ra khỏi đây đi, em nghèo. Chị tôi cần phải tỏ ra xấu tính như vậy. Cái quái. Wow. Ow. Đau quá đi mất. Mình đã ngã xuống cái gì? Hả? Đó là kim cương à? Wow, đúng là kim cương mà ơi. Có thấy em có gì khác không? Kiểu như lấp lánh chói lóa. Vậy em được vào trong chưa? Chị sẽ để máy quét quyết định. Mình có linh cảm tốt về chuyện này. Hả? Nói hiện là giàu. Chẳng hiểu gì cả. Nhưng máy quét không nói dối, xin mời vào. Thật à, ý em là hiển nhiên mà. Mình sẽ sắp xếp sách vở trước. Lấy sách giáo khoa nè. Không biết hôm nay sẽ học gì nhỉ? Mong là bài học sẽ thú vị. Ừ, tốt, vừa kịp lúc. Máy bay phải dừng lại để tiếp nhiên liệu. Chúng ta có thể bắt đầu chưa? Tớ đã đặt chỗ ở nhà hàng rồi. Wow, nhìn cuốn sổ tay đó kìa. Tớ biết, nó thực sự rất đặc biệt. Nhưng cậu chưa thấy hết đâu. Không, không thể nào. Xem điện thoại nè. Tớ không thể tin nổi vào mắt mình. Tớ muốn chạm vào nó. Thôi không, đừng mơ. Rất ngấu phải không nào? Tớ đang cảm thấy khoái hình cupcake. Tớ sẽ dán nó vào sổ tay. Tuyệt vời ông mà trời. Ghen tị cũng là lẽ thường. Sổ tay của mình thật đơn điệu. Mình chẳng bao giờ có đồ đẹp. Cuộc đời thật bất công. Mà chờ một chút. Mình đã nghĩ ra rồi. Đầu tiên, mình sẽ cắt những hình này ra. Chỉ nhìn thôi đã thấy đói bụng. Ok, đó là hình cuối cùng. Nhưng vẫn còn nhiều việc cần làm. Lẽ ra mình phải làm theo công thức chứ. Cha con nào. Cứ kệ tôi. Tôi chỉ cần đúng một thứ thôi. À ha. Đây chính là thứ mình đang tìm. Không, không phải bánh phồng bò. Mình cần tờ giấy nướng này. Thật khẽ khàng thôi. Không thể để đầu bếp thấy mình. Một vụ trộm hoàn hảo. Chỉ còn một xíu nữa thôi. Mình đã cắt giấy nướng thành các hình vuông. Sau đó mình sẽ đặt các hình vẽ lên. Rồi dán lại bằng băng dính. Dán cho thật mịn nha. Còn nếp nhăn sẽ xấu lắm. Bây giờ mình cắt chúng ra. Cứ từ từ thôi. Mình cần cắt đúng theo đường viền. Ok đấy. Bây giờ mình có thể bóc giấy nướng ra và dán hình vào cuốn sổ tay. Xinh quá đi. Và làm tương tự với phần còn lại. Wow, chưa gì đã thấy đẹp hơn hẳn. Không thể quên lát pizza này. Ê, Alex, cậu nhìn cái này đi. Hả? Các màu sắc và hình ảnh. Wow, đẹp thật đấy. Tớ đã hy vọng cậu sẽ nói thế. Cái gì thế này? Chào, cho tôi một bát. Cái đó. Mất công đi học để làm ở đây. Mình còn chẳng biết nó là cái gì. Tôi gọi nó là đồ màu xanh của em đây. Thứ này có hơi nhất. Đợi xíu. Cứ thăng thả. Sao không rơi ra vậy? Ai cần bát cơ chứ? Được rồi. Chúc ngon miệng. Ôi trời đất. Đồ ăn miễn phí. Còn lâu mình mới ăn thứ đó. Mình sẽ đặt riêng. Trông ngon quá. Mấy cục này còn đậm vị hơn. Ngon ghê. Háo hức quá. Thế ghê quá đi. Sao cậu ấy có thể ăn chứ? Quản gia. À, chuẩn không cần chỉnh. Cảm ơn quản gia. Tôi chỉ thích những thứ đắt đỏ.
và chẳng có gì ngon hơn sushi tươi. Nhìn hấp dẫn quá. Chưa gì đã chảy nước miếng. Khoan, tiếng vo ve ở đâu vậy? Có con ruồi và nó đậu trên sushi. Làm gì bây giờ? Hỏng mất rồi. Muốn nói quá má ơi. Có gì to tát đâu, chỉ là một con ruồi. Ê Alex, cậu cho tớ nhé. Cứ tự nhiên. Mong là cậu sẽ ổn hơn. Biến đi ruồi. Xịn đấy. Ngon tuyệt của mèo. Không, không muốn thức dậy đâu. Yay, mình rất thích thức dậy vào buổi sáng. Cảm giác thật tuyệt. Ôi, bữa sáng ở trên giường. Không khách sáo nha. Kinh, lẽ ra mình không nên uống cốc đó. Để xem, áo nào có ít lỗ hơn. Phải mang đủ mọi thứ mà mình cần lấy được. Ví dụ như tiền. Chỗ này chắc là đủ để mình tiêu trong một ngày. 400, 1, 2, 3, 4, 5. Lẽ ra tối qua mình phải học nhiều hơn. Cây quái. Không thể tin được cậu đâm sầm vào tớ. Hình như có người nhắn tin cho mình. Mà chờ một chút. Bữa tiệc. Trời đất ơi, quên bén đi mất, không nhớ gì. Yes, hào hức lắm luôn. Chán, mặc thế này thì sao đi tiệc được. Không sao cả, mình có thể mặc chiếc áo len này. Không, cũng chả hợp để đi dự tiệc. Chán, còn bộ nào không nhỉ? Chà, kiểm tra tủ quần áo xem sao. Nếu có đồ gì đẹp để mặc thì chỉ có ở trong này thôi. Chuẩn, chiếc áo này quá là dễ thương. Hả, gì vậy trời? Hình như nó mắc vào gì đó. Eo ơi, bướm đêm. Cho ai cho nó giữ áo của mình. Hư quá. Ta đã bảo thả ra cơ mà. Không chứ mày đâu. Mày còn không mặc được mà. Mày là bướm đêm. Không thể tin là mình thua một con côn trùng. Này, đừng có hỏng nghĩ đến chuyện đó. Nghe thấy không? Đừng có cắn áo của tao. Không. Dừng lại. Mình phải làm gì đó thôi. Chính xác, đúng rồi. Nhắm hoàn hảo. Ôi không, hình như mình làm cho nó tức giận hơn. Mau tránh xa ta ra. Mày nhiều bụi lắm. Trời đất ơi, mình phải nghĩ ra cách. Chẳng nghĩ ra cái gì cả. Mình cứ chạy vòng vòng từ nãy tới giờ. Khoan, dừng lại. Hay là mày còn muốn ăn chiếc áo len thơm ngon này không? Không à. Chẳng, kế hoạch đánh lạc hướng đã thất bại. Hả? Ôi tạ ơn trời, nó không đuổi theo mình nữa. Nhưng mà vẫn giữ áo len của mình. Và nó chiếm cả tủ quần áo luôn. Hả? Gì đây? Này, mà chờ một chút. Mình đã nghĩ ra một ý tưởng cực hay. Chuẩn, mình chỉ cần tờ giấy này và một cây kéo. Chuyện quay lại rồi. Ok, bắt tay vào việc nào. Bữa tiệc này sẽ không chờ đợi mình. Đầu tiên mình sẽ cắt một đường ở ngay đây. Thẳng tắp luôn. Mình muốn lộng lẫy chứ không kỳ quặc. Cắt thêm vài đường nữa, vậy là xong rồi. Tạm biệt cây kéo. Giờ mình cần sắp xếp các mảnh giấy theo thứ tự. Phải gấp một vài đường nữa nè. Gấp giấy thật thư giãn. Ok, hoàn thành rồi đó, mặc thử thế nào. Yes, váy xinh y như mình đã tưởng tượng trước đó. Ai cần chiếc áo len bị bướm đêm cắn khi mình có váy cực xinh chứ. Bye. Phải, tớ biết, tớ có váy VIP mà. Nhưng thực sự là tớ không có gì để mặc. Nghiêm túc đấy, cuộc sống của mình quá khó khăn. Thế mà chẳng ai hiểu. Chà, để xem mình có gì ở bên đây. Cái màu gì thế này? Ô liu, eo ơi không. Màu bạc, tuần trước mặc rồi. Kinh. Chính xác là không có gì mình có thể mặc. Ngày hôm nay thật là khủng khiếp. Mình còn chẳng có phụ kiện nào cơ. Lại còn giày nữa. Xấu ơi là xấu. Không, có cách nào không nhỉ? Đúng rồi, mình đã có ý tưởng. Ồ, ai gọi mình vậy ta? Alo, Paris, mau giúp em với. Em chẳng có cái gì để mặc luôn ý. Kiểu gì chị cũng phải đến giúp em. Em tuyệt vọng rồi. Ừ, chị sẽ giúp. Tạ ơn trời. Làm gì mà lâu thế nhỉ? Chỉ là Paris. Cuối cùng chị cũng đã đến được đây. Chà, vậy ta vào việc luôn nhé. Em đã lãng phí nhiều thời gian rồi. Em cần trang phục thiết kế riêng cho bữa tiệc ngay bây giờ. Chị có thể đo nhanh hơn được không? Được chứ, tính chị cẩn thận đấy mà. Đo cho chuẩn đã.
máy đo thiết kế riêng quan trọng là phải vừa vặn với cơ thể. Đó, xong rồi, đợi chị một chút. Tốt nhất là đừng có lâu quá. Ôi trời ơi, nềm dã man, cứ như vài cưới ấy. Đây là xu hướng em đang muốn thực hiện. Trả công nè. Cuối cùng cũng đến được bữa tiệc. Sao chưa có ai chú ý đến mình vậy ta? Ôi trời, cậu ấy mặc gì kia? Cái túi à? Cậu ta nghĩ mình là ai? Dám lấn sân mình. Mau tránh ra đi, chúng tớ muốn sân váy. Tớ đã tự làm đấy. Mình phát minh ra mìm hay dã man, nhưng muốn uống gì đó giải khát đã. Hả? Không đời nào, có nắp chai nhựa nè. Hôm nay may mắn quá đi mất, vẫn còn ngửi thấy mùi nước ngọt. Mình sẽ thêm nó vào bộ siêu tập nắp chai nước ngọt. Trời đất ơi, anh ấy đến. Wow, nhìn mái tóc kìa, và đường hàm, áo khoác nữa. Anh ấy đang đi về phía này và mình sẽ có thể ngửi anh ấy. Ủa, ủa gì vậy? Thế là sao? Anh ấy đang nói chuyện với con nhỏ á? Cái gì vậy trời? Sao có thể như vậy cơ chứ? Này, nhìn em nè, em đang đứng ở ngay bên này. Xin chào, ai đã chú ý đến tôi đi. Sao họ có thể lờ mình đi như không thấy? Ghét quá đi mất, không công bằng. Có một thứ luôn luôn thu hút sự chú ý của mọi người. Tiền tươi thức thật, em chỉ đang quà cho đỡ nóng thôi. Đùa tôi hay gì? Anh ấy nhìn rồi lại quay đi ngay. À phải, bộ sưu tập của em mới thêm cái nắp này nè. Wow, ừ đúng là có mùi nước ngon nhỉ. Vậy ra anh thích đồ có mùi thơm. Chà, game này thì chị không ngán đâu. Chỉ cần xịt nước hoa yêu thích trị giá 1.000 đô này mà thôi. Ok là, thế là đủ rồi. Bước đi nào. Eo ơi, anh ngửi thấy không? Ừ, mùi này khó ngửi quá. Khó ngửi á? Nhưng mà được đắt tiền đấy. Sao không có cách nào có tác dụng? Cậu ta có gì mà mình không có? Cậu ta có ba lô vẫn chưa đóng khóa kìa. Thính lực ngọt lắm phải không? Vậy thì mình sẽ cho. Đây là ý tưởng hay nhất của mình. Chắc cậu ta biết tay. Đổ vào nè, hết rồi. Giờ thì đợi. Này, ôi không. Hình như có nước dỉ ra từ cặp của em. Em có thứ gì có thể chảy ra như thế kia không? Không, em có mang lắc hay cái gì đâu. Hả? Ồ, cứ kệ tớ. Tớ chỉ đang nghĩ đến mim thôi. Thật sao? Vì nhìn em anh thấy khả nghi lắm. Em chắc chắn đã làm gì đó phải không? Thừa nhận đi. Em đổ nước ngọt vào cặp của cậu ấy. Này, đừng đi. Ít nhất là đừng đi nếu thiếu em. Không công bằng. Sao không có ai thích mình? Thì tớ thích cậu. Ồ, vậy cũng được. Tớ chẳng có gì để mất. Cậu có thật luôn à? Được rồi cả lớp, hôm nay chúng ta có bài kiểm tra. Mình đã học bài rồi nhưng vẫn chẳng hiểu gì cả. Bài này dễ ở đấy mà. Mình thích kiểu phương trình này. Và giờ chuyển sang câu hỏi trắc nghiệm. Chắc chắn mình sẽ được điểm A. Cái quái gì? Sao cậu ấy làm bài nhanh như gió vậy chứ? Hay là nhờ cậu ấy? Này, cậu ơi! Tên cậu ấy là gì ta? Stacy! Stacy ơi! Gì? Làm ơn giúp tớ bài này. Tớ chẳng hiểu gì cả. Đi mà. Không. Hả? Không. Cậu đang đùa tớ à? Làm gì mà kia bo như thế chứ? Nhưng mình đã nghĩ ra một ý tưởng khác rồi. Đã đến lúc rút tiền ra. Mình có thể trả tiền cho cậu ấy. Lần này chắc đủ rồi. Stacy, tiền nè. Tớ biết cậu thích tiền mà. Rồi, nếu một tờ không được thì một sấp nhé. Cả một sấp tiền luôn đấy. Nếu cậu nhắc bay tớ. Hả? Cả một sấp. Trời đất ơi, quá trời tiền luôn kìa. Cả đống tiền luôn. Mình có thể dùng tiền này mua nhiều thứ mình thích. Alo, tớ giàu rồi. Không biết cậu có nghe chưa.
Mình có thể trở thành người ném tiền qua cửa sổ. Em gửi thầy ạ. Ngân đó đủ để mua điểm A rồi phải không ạ? Không đời nào. Mình không muốn trở thành kiểu người ấy. Tôi không cần tiền của cậu Mickey. Nhiều tiền để mà làm gì nếu mình không thể qua môn? Mà chờ một chút, cậu ấy xem phao kìa. Cậu ấy có giấy phao. Mình cũng phải nghĩ cách làm bài thôi. Túi đâu rồi? Được rồi, tiền không mua được cậu. Vậy thì thỏi vàng này cũng không ăn thua. Sao mình mang một đống điện thoại đến trường làm gì? Trời ạ, chắc chắn nó ở trong này mà. Yes, đây rồi nè. Rõ ràng mình đã cho bộ VR vào. Đeo tai nghe vào nè. Mong là cách này hiệu quả. Trời đất ơi, y như thật. Nhưng không, thầy giáo vẫn đang ngồi ở bàn. Nhưng qua VR, mình đã thấy đáp án cho bài kiểm tra này. Đã đến lúc đạt điểm A cộng cho bài toán. Cái quái gì? Cậu ấy lấy cái đó ở đâu ra? Và cậu ấy làm gì kia? Cậu ấy không biết đang trong giờ kiểm tra hay sao? Có phải cậu ấy đang làm bài trong VR không? Như thế thì có gì tốt hơn so với làm bài ngoài đời thực? Khoan, cậu ấy đang viết câu trả lời thật kìa. Chà, cậu ấy đang không nhìn nên mình cứ tự nhiên thôi. Không, Stacy, dừng lại ngay. Rồi đấy, mời cậu đã ly gì? Hình như đây là phòng của tụi mình nè. Ô là trời, nhìn chỗ này nè, bừa bộn quá đi thôi. Chờ chút, còn hơn thế nữa, mình phải sửa sang lại thôi. Không 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 không, sao họ có thể để mình sống ở căn phòng như vậy chứ? Bình thường mà. Eo ơi, sao cậu ta có thể chịu được chứ? Chắc lại nghèo chứ gì. Nhìn này, có một cây chổi, tụi mình có thể dùng nó để dọn chỗ này được đấy. Thực ra thì mạng nhện dễ dọn đấy mà. Ở đây cũng có rất nhiều rác các kiểu nữa. Quét cũng đơn giản thôi. Ờ, phải lấy mớ báo này ra khỏi tường mới được. Đấy, trông ổn thì áp hẳn luôn. Vào thùng rác dùm cái. Sao có cả đống dây dợ thế này? Ok, đến lúc lấy giường ra rồi. À, đúng là ấm cúng mà. Ở Lizzie, còn nhiều chỗ lắm đấy. Nằm cùng không nào? Ờ, khỏi nhớ. Cậu nghĩ tớ sẽ phải tự tay dọn bên tớ á? Xin chào, vâng, tôi cần anh sửa phòng dùm tôi. Chào cô, tôi là người lau dọn cô mới gọi. Oh, hả? Chờ chút nào. Nhìn giống Liam quá vậy. Nói chung là, anh kia, tôi cần anh dọn dẹp nguyên khúc này. Cứ để đấy tôi, đơn giản như đang giỡn. Ờ, chả hiểu anh này làm sao nữa. Nhưng thôi, được việc là tốt. Có vẻ mình phải dọn dẹp đống rác này. Xin lỗi thưa quý cô, tôi dọn xong rồi đấy. Phải nhờ, tiền nữa. Chả hiểu sao ai cũng cần tiền ý. Nhưng nói chung là tiền anh đây. Cảm ơn vì dọn dùm nhé. Muốn thêm sao? Ha, được rồi, ổn mà, của anh đây. Vậy chắc là đủ rồi nhỉ. Giờ biến đi dùm, tôi phải gọi điện nữa. Chuẩn, đặt ở đằng kia nhé. Hoàn hảo, đúng ý mình luôn. Giờ anh đi được rồi. Làm xong rồi hả bố? Trông xinh đó. Tóc mình màu này trông đúng là xinh hơn. Cô ơi, bo tròn hay để hình vuông? Thôi được rồi, tôi chán làm móng quá đi. Chà, vậy là phải bắt đầu ngày mới thôi. Không, mình sẽ chết thế này sao? Và thế là hết. Chân quý chân báu của tôi. Không, toang rồi, mình không thể sống nổi. Vô phương thôi, sao chuyện này lại xảy ra với mình? Bác sĩ phải cứu em với, em đau quá ạ. Thế, cô bị vấp ngón chân sao? Bác sĩ làm gì đi chứ? À rồi rồi, để tôi khám kỹ càng một chút nhá. Chắc ổn này. Và giờ dán thêm băng dán nhé. Trời đất ơi, không dám nhìn luôn. Thấy sao nào? Không. Được rồi. Đây này, cô cần thêm chất dinh dưỡng. Mấy món này ổn đấy. Toàn món mình thích luôn. Và đây, để tôi quạt cho cô bằng cái này nhé. Lạnh quá đi, không thể ấm lên được hay sao? Chả nào, mình đang sốt đây này. Phải tìm cái gì để cảm thấy khỏe hơn thôi. Hay là mua thuốc nhở? Chắc được đó nha. Vậy thì sao mà đủ? Thuốc mắc dã man ấy. Chả, chắc mẹ sẽ giúp được mình nhở. Mẹ ơi. Wow, sao mẹ tới nhanh thế ạ? Ôi bé con mà ốm là mẹ biết ngay mà. Nhìn này, mẹ có mang thuốc theo á.
thể nào con cũng khỏe lên trông thấy cho coi. Bắt đầu với chút trà nhé. Giờ uống được rồi này. Nghe này, mẹ biết con không thích trà nhưng nếu muốn khỏe hơn thì phải uống con à. Mẹ ơi, món trà này sẽ làm con ngất trước khi ngất vì sốt đó ạ. Giờ là thảo dược. Chưa gì đã thấy khỏe hơn rồi. Của con trai đây. Cái này làm trà dở hơn lúc nãy luôn á mẹ. Tuyệt lắm. Tiếp tục uống đi. À, biết rồi. Mẹ tự làm món này cho con đấy. Thôi mẹ ơi, con ghét canh đậu lắm. Vô lý, há miệng nào. Thôi mà, cái này sẽ giúp con hết sốt đấy. Đúng rồi này, vậy mới là bé yêu của mẹ chứ. Giờ sao nhở? Oh, chuẩn rồi, táo xanh nữa. Để mẹ đánh bóng nó chút nhá. Bé con đáng yêu của mẹ ngủ mất rồi. Mình sẽ đắp chăn cho thằng bé để con mình được ấm áp. Mẹ có tin không? Phủ, hình như là có á. Nào cả lớp, tôi mong là các em đã sẵn sàng thi môn vẽ rồi. Giờ bắt đầu nào, tôi muốn xem các em học được bao nhiêu. Hả, cái gì? Mình chỉ có đường này trong cặp thôi á. Chán đời, còn mỗi cây bút chì màu nhỏ tẹo này thôi. Còn chưa được gọt nữa chứ. Ui, nhìn những thứ ly gì có kìa. Quá trời màu và siêu nhiều công cụ luôn. Chà, nghèo thì không được đòi hỏi rồi. Chờ chút nào, có khi mình còn tiền nhở. Mà quên, mình nghèo rớt mùng tơi mà. Chờ một chút, có khi thùng rác lại là giải pháp á. Để coi mình có gì ở đây nào. Hả, liềm làm gì thế kia. Này, có một que kem á nha. Mình có thể tận dụng đấy nhở. Ok, mình cần dùng khuôn silicone của lớp học nữa. Cho chút nước vào đây này, rồi thêm phẩm màu nữa. Giờ khuấy lên để nước và màu hòa vào nhau. Ổn, giờ làm tương tự với mấy màu kia. Đến lúc cho que kem vào rồi. Phải giữ cho que đứng được nha. Làm đông lại nào. Đỉnh của chóp, màu đã đông cứng và sẵn sàng cho bước tiếp theo. Ok, để xem mấy cục màu này có ra gì không nha. Tuyệt, nhìn những màu sắc ấy kìa. Thể nào cũng 10 điểm cho coi. Hay là liếm một phát xem sao nhở. Đã thật sự. Hả, phải công nhận đấy nha, thông minh phết đấy. Giờ mình nên làm gì nhở? Chả biết nữa. À khoan, mình có tiền mà, chắc chắn là được việc. Vậy đủ rồi. Xin chào, cô cần họa sĩ ạ? Nào nào, chưa nhá. Vẽ cho chị trước đi nha. À phải, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ tạo ra một tuyệt tác. Lớp vẽ chán như con dán. Tuyệt tác của cô đã được hoàn thành. Tên tên. Ủa, gì vậy má? Eo ơi, khiếp, mang ra chỗ khác giùm tôi. Cô không thích tranh của tôi sao? Cô chả có khiếu gì cả. Ghét cánh họa sĩ ghê. Chào. Chà, thôi cũng được. Bé nhanh nhanh vẽ cho chị đi. Dạ vâng, cô giáo bảo là em vẽ giỏi nhất lớp á. Em thích bút sáp, em cũng thích tô màu nữa. Ok, xong rồi ạ. Cái gì đấy? Một ngôi nhà và mấy đám mây á? Không, vẫn chưa ổn. Đừng khóc mà, ý là... Mình phải tìm được cách nào đó chứ ta. Nhìn kìa, kẹo mút. Hả, sao cơ? Kẹo mút ạ? Cái gì? Dưới này nè. Tiền hả? Đúng rồi, của bé đây. Giờ đi đi, ra khỏi tầm mắt đi. Tiếp theo. Hả? Là trời, khủng khiếp quá. Ok, nào, để tôi cho cô thấy tài nghệ nhá. Của cô đây. Thần Linh ơi, wow, tôi rất thích luôn đấy. Tiền của anh đây. Ok, cảm ơn cô, chốt đơn nhé. Tuyệt vời. Này Liam, xem tranh của tớ này. Vậy hả, nhìn cũng ok đấy. Còn tớ đang dùng kem để vẽ nè. Này, cậu phải chú ý đến tớ chứ. Thôi vẽ đi. Tiệc ở penthouse hả? Millie Bobby Brown cũng tới luôn ư? Ok, mình phải lựa xem mặc gì này. Để coi. Tuyệt, đây chính là chiếc váy chuẩn chỉnh. Mặc lên là thấy cháy ngay. Hay thôi nhỉ, thử váy khác nào. Váy baby doll màu hồng xinh xắn nè. Nhưng mà màu hồng hơi quê quê á. Thử cái khác đi. Hay là cái gì đó bình thường và vui hơn. Mình thích giày vàng lắm. Thôi, phải sang lên mới được. Váy đỏ chứng tỏ siêu sao nè mấy má. Khoan, mình biết mình nên làm gì rồi. Lướt điện thoại chứ gì nữa. Nếu không thích đồ đang có thì mua đồ mới cũng được. Không. Một cái hoodie hay ho giá 5.000 đô à? Mua luôn. Đây nè, mình hồi hộp quá. Mình mở luôn ra cho nóng nè. Là trời, đúng thứ mình cần luôn. Phải mặc ngay mới được. Tuyệt, vừa như in nè. Và chiếc legging này cũng xịn nữa.
đeo kính râm nữa là sẵn sàng quẩy rồi nhé. Lên thôi nào. Trời ơi, không ngờ mình lại nhận được cái này luôn. Lá thư mời dự tiệc $1 á. Nhưng mình không thể mặc áo này được. Thủng nhiều quá. Mình cũng chẳng mặc được cái này. Cũng đẩy lỗ luôn. Hả? Bố cho mình cái gì trong thùng này vậy ta? Chà, chắc mình dùng gì đó trong này được chứ nhỉ? Ôi, nhìn này trời, một chiếc quần jean mà không có lỗ luôn. Còn cái gì nữa vậy ta? Kinh, một cái quần xịp cũ á. Khiếp quá. Ui, nhìn này nè, cả một cái hoodie màu vàng. Thử phát xem nào. Ok, tuyệt. Cũng vừa vặn nhá. Khoan, sao dài thế này? Lượt thượt quá đi mất, tới đầu gối luôn đấy. Giờ sao nhỉ? À phải, cái xịp hồi nãy có dây chun đây này. Vẫn còn có giãn lắm. Biết sao không? Mình có ý hay nè. Ok, mình lấy đoạn dây chun khỏi cả quần rồi. Giờ mình sẽ cuốn nó quanh eo và buộc lại ở đằng trước. Ok, thế là chặt rồi đó. Giờ xoay nó ra đằng sau này. Rồi mình có thể nhét phần áo hoodie dài vào đó như vậy. Ok, thật ra cũng ổn đấy. Ăn vặt thôi. Sao tớ phải ngồi cạnh cậu chứ? Wow, tớ biết, tuyệt đúng không? Nhưng cậu chưa thấy hết đâu. Tớ sẽ đặt ngón tay vào khe này và nhấn nút một phát là tớ có một bộ móng xinh đẹp. Hay đúng không? Wow, tuyệt quá. Cậu thật lộng lẫy. Tớ biết, tớ sẽ làm những móng tay còn lại. Chắc mình cũng nên làm gì đó với móng tay. Mình sẽ dùng đất nặn miết phẳng ra, sau đó cuộn lại thành khối tròn. Mình sẽ tạo hình cho nó. Mình muốn nó có hình vuông. Giờ mình sẽ lấy ít đất nặn màu xám, cuộn lại thành hình xúc xích. Chắc được rồi đấy. Giờ mình sẽ cuốn nó quanh đất nặn màu xanh. Mình sẽ nén chúng lại với nhau. Giờ mình sẽ làm khuôn mặt. Trông khá dễ thương nhỉ. Mình sẽ làm thêm mấy khuôn mặt dễ thương nữa. Đây đều là nhân vật mình thích. Ai cần đến tiệm chứ? Nhìn chúng nè. Nhìn móng của tớ nè. Wow, sao cậu làm được vậy? Mình sẽ thêm một vệt màu vào bức tranh. Nhìn không đẹp. Đau quá. Oops, xin lỗi. Ê, Mia, cái này có thể làm cậu vui lên. Tớ biết cậu thích chó mà. Wow, nhìn kìa. Dễ thương quá. Ê, cho tớ nha. Nani. Gì? Không, cậu có thể nhìn nhưng không được chạm. Bực mình quá. Mình không bao giờ có được gì hay ho. Chắc mình phải tự làm đồ giải trí thôi. Mình sẽ cắt tờ giấy màu này thành miếng dài, sau đó gấp chúng qua lại. Tiếp tục làm để tạo thành nhiều lớp. Mình muốn màu sắc xen kẽ. Thư giãn ghê. Giống origami. Gần xong rồi. Chỉ cần gấp thêm vài lần nữa thôi. Được rồi. Wow, nhìn nè. Nhìn đẹp ghê. Chà, tớ còn nhiều trò nữa. Thấy không, tớ là người rất yêu động vật. Không sao, mình đã cắt một mảnh giấy thành hình con mèo. Sau đó vẽ mặt. Nó cần có râu. Dễ thương quá. Giờ mình sẽ dán nó vào tờ giấy này. Đây là đồ chơi nhà làm. Vui quá đi mất. Wow, sao cậu làm được vậy? Lùi lại. Tớ có một con chó và tớ không ngại dùng đâu. Tới đi. Cậu sắp tiêu rồi. Không đời nào, đỡ nè. Ổn định nào cả lớp. Cái gì? Đây là lớp học vẽ hay trạm cứu hộ động vật. Ôi, bình tĩnh. Thôi đi. Bạn ấy bắt đầu trước. Không phải. Chứ còn gì nữa. Như vậy mới phải chứ. Nhìn nè. Chúng đẹp quá. Bình tĩnh. Chúng ta không thể làm bạn sao? Không thể nào. Thầy đang làm gì vậy? Làm việc của các em đi. Thật bất công. Mình đang có một ngày tuyệt vời. Ôi, Amos. Quản gia, qua đây đi. Hả? Có lẽ cậu ấy không thấy mình. Buồn ngủ quá. Chắc mình sẽ chợp mắt một lát. Cuối cùng anh đã đến. Bữa sáng đi thưa anh. Chúng ta có ngũ cốc giòn nhất cho anh đây. Tôi chắc là anh sẽ thích. Và dĩ nhiên sữa tươi nhất. Chúc ngon miệng. Ew. Đùa mình sao? Còn không hiểu mình à? Không ăn cái này đâu. Vâng thưa anh. Cái quái. Cái này ở đâu ra vậy?
Ồ, mình thức rồi. Bên đó có chuyện gì vậy? Tôi nghĩ tôi biết cách xử lý. Kẹo thì sao? Hả? Hả? Kẹo dẻo con gấu? Tôi rất thích kẹo. Đưa tôi. Lựa chọn tôi đấy thưa anh. Nó sẽ thêm chút màu sắc cho ngũ cốc của anh. Đúng như mình muốn. Giờ để tôi một mình. Nhìn ngon hơn rồi đấy. Phải ăn ngay mới được. Ngon quá. Nhưng mình ăn xong rồi, không thể ăn thêm được nữa. Pop it. Có gì sai sai ở đây? Chán quá. Không chơi nữa. Cái này mới đúng. Nó không vui như mình nghĩ. Quản gia, lại đây. Đây thưa anh. Nhìn hay đấy. Đúng thứ tôi cần. Anh làm tốt lắm quản gia. Mình sẽ cần tiền. Thử xem nhé. Mình sẽ cho tiền vào đây. Khi nhấn nút, kẹo sẽ rơi ra. Wow, hay quá. Người nghèo kia đang làm gì vậy? Hết rồi. Cuộc sống thật phũ phàng. Nhiều kẹo quá. Và tất cả là của mình. Ngon quá. Ôi, nhìn ngon thật. Nó cho mình một ý tưởng. Mình đã sơn hộp ngũ cốc màu hồng đẹp mắt. Giờ mình cần vẽ một hình vuông trên này. Sẽ tốt hơn nếu dùng thước cho bức này. Sau đó cắt nó ra. Tiếp theo mình đặt một lõi giấy vệ sinh lên hộp. Rồi dùng bút vẽ quanh nó. Mình sẽ giữ chặt nó để nó không bị trượt. Nó để dùng sao? Mình cũng sẽ cắt nó ra. Giờ quay lại với lõi giấy vệ sinh. Mình sẽ đánh dấu một hình vuông nhỏ. Giờ cắt nó ra. Mình sẽ cắt theo đường đã vẽ. Tuyệt vời. Giờ mình sẽ gắn cái này vào hộp. Mình muốn chắc chắn là phần cắt ra sẽ ở bên trong hộp. Giờ lật chiếc hộp lại. Mình đã cắt một miếng ở phía sau. Tiếp theo đánh dấu một hình chữ nhật ở dưới đáy. Không cần phải lớn đâu. Và cũng cắt nó ra. Mình đã gấp một miếng giấy bìa và giờ mình sẽ bôi keo. Mình sẽ dán nó nghiêng một góc dưới lõi giấy. Tiếp theo mình cần hai miếng giấy bìa nhỏ. Mình sẽ dán chúng vào hai bên của lõi giấy. Mấy cái này cũng cần dán nghiêng một góc. Mình đã làm một cái hộp nhỏ từ giấy bìa. Nó sẽ ở dưới khe này. Mình sẽ để miếng nhựa trong trên hình vuông lớn. Mình muốn nó chơi thật vui. Wow, nhìn đẹp quá. Xong rồi đấy. Chính xác là thứ mình cần. Thích quá. Nếu mình quay số, đồ sẽ rơi ra. Cô ấy lấy nó ở đâu vậy? Tôi muốn cái đó, quản gia. Đi lấy nó đi. Còn chờ gì nữa? Tôi có thể giúp gì? Cô đi với tôi. Tôi có được lựa chọn không vậy? Chào. Chào. Người đẹp. Không nên thì hơn. Được rồi. Cậu đẹp trai quá. Tớ biết. Cậu có gì đó? Ô, cái này hả? Đây là máy squishy của tớ. Wow, nhìn hay đấy. Đây là máy bán kẹo của tớ. Wow. Nếu nhấn nút này cậu sẽ có đồ ăn ngon. Hay đúng không? Máy của tớ không có gì cả. Đó là điều duy nhất không hay ở nó. Khá là thất vọng nhỉ. Nhưng tớ có cách. Quản gia. Wow, đồ chơi squishy. Tớ sẽ lấy mấy cái này. Tớ thích mấy thứ nhỏ xinh này. Tớ cũng vậy. Chúng ta có thể cho squishy vào máy. Vào đi. Ý kiến hay đấy. Tớ sẽ lấy cái này. Tiếp đi. Đúng rồi. Bỏ hết vào đi. Đây là cái cuối cùng. Giờ chúng ta quay số được rồi. Nếu quay nó một vòng, squishy sẽ rơi ra. Wow, hay quá. Máy hay ghê. Hôm nay là ngày vui nhất. Tớ biết cách làm cho vui hơn rồi. Cậu làm gì vậy? Quản gia, gọi bảo vệ. Báo động giả nhưng cứ ở yên nhé. Mình phải đạt được điểm cao. Sắp được rồi. Oops. Ê, cậu đi đứng kiểu gì vậy? Đó là lỗi của cậu. Lại là một ngày đẹp trời. Ôi không, đám cá biệt. Không được đánh nhau trong trường. Thôi đi, ra khỏi đây ngay. Dừng lại, nghe thấy không? Mình có làm gì đâu. Hay nhỉ cậu chứ ai. Kệ đi, cậu không làm hỏng một ngày của tớ được đâu. Wow, kẹo. Hết rồi. Thất vọng ghê. Lẽ ra mình phải biết chứ. Ăn một miếng, mập cả đời. Nhưng cũng đáng mà. Cậu nhìn cái gì? Mình chỉ muốn một miếng kẹo thôi mà. Ê Mia, nhìn nè. Cái gì vậy? Đẹp quá. Tớ biết. Nó rất mềm và dẻo. Wow, cậu thấy gì không? Coi chừng.
Sandwich nhìn ngon quá, không gì phá hỏng khoảnh khắc này được. Gì vậy? Nó ở đâu ra thế? Suýt nữa thì tiêu. Ăn tiếp thôi. Mình có chất nhờn. Là mình làm hả? Wow, mềm dẻo quá. Giống gì mũi khổng lồ vậy. Nhưng mình không thể bỏ nó xuống. Đợi chút, mình có ý này. Ốp điện thoại của mình hơi chán, nên hãy biến đổi cho nó nhé. Mình sẽ cắt phần đầu bong bóng ra. Mình chỉ cần phần dưới, nó sẽ được việc đấy. Giờ mình cần chất nhầy. Cảm giác thích quá. Mình sẽ nhào nặn nó, sau đó lăn thành khối tròn. Cái này cho vào bong bóng. Sau khi xong, mình sẽ nhúng vào xoắn nó. Không muốn chất nhầy chảy ra đâu. Nhìn được đấy. Giờ mình cần súng bắn keo. Mình sẽ bôi keo vào ốp điện thoại. Quan trọng là bước này phải dùng keo trắng. Mình muốn tạo hình ngẫu nhiên. Và mình muốn nó phủ hết ốp. Đúng ý mình. Giờ mình sẽ dùng keo để phủ lên. Bước này dễ thôi. Chỉ cần đừng để lem ra ngoài. Mình không muốn có chỗ trống nào. Trước khi keo khô, mình sẽ dính quả bóng vào. Và giờ mình đã có một chiếc ốp ngộ nghĩnh. Thích kì. Wow, cậu làm nó hả? Qua đây đi. Ôi trời, chuyện này thật sự xảy ra sao? Tớ hy vọng cậu sẽ nói thế. Cậu muốn kẹo hay khoai tây chiên? Tớ lấy khoai tây chiên. Cha đổ vệ có vẻ cũng công bằng. Wow, tuyệt quá. Mình ăn khoai tây chiên. Không còn gì tuyệt hơn. Đây là món mình thích nhất. Mình có thể ăn cả ngày. Cậu đang làm gì vậy? Tớ muốn xem tớ có thể bóp mạnh tới đâu. Không, đừng làm thế. Ôi, mình đã mắc một sai lầm khủng khiếp. Cái gì vậy? Mình dính đầy chất nhờn. Em xin lỗi, nhưng Miles làm đấy à? Thấy ăn khoai tây chiên không? Sao lại không nhỉ? Mình thích khoai tây chiên mà. Có lẽ rốt của con nít cũng không tệ lắm. Cái này cho thầy. Khi bố nói sẽ mua xe cho mình nghĩ nó sẽ lớn hơn. Nhưng mình thấy như này cũng vui. Vroom, vroom. Một ngày đẹp trời. Có vẻ chỗ này được nè. Một nơi lý tưởng để chiêm ngưỡng tác phẩm của mẹ thiên nhiên. Thật tốt khi có thời gian rảnh vào một ngày bận rộn. Tuyệt quá. Wow. Nhìn chiếc xe đó kìa. Hey, quay lại đây đi. Nhìn kìa. Ly kim tự tháp. Sẽ rất đáng tiếc nếu ai đó phá nó nhỉ. Chấp nhận thử thách. Nhìn kìa. Đầu mình. Mình ghét giỏ giót. Đợi chút. Mình nghĩ mình có thể dùng nó. Vào việc thôi. Đến lúc sáng tạo rồi. Mình thích bước này. Trước tiên mình sẽ vẽ mắt lên cái ly. Vậy là xong một bước. Giờ đến bước thứ hai. Ok, tiếp theo mình sẽ vẽ mũi. Nó sẽ trông dễ thương lắm đây. Sau đó đến miệng. Một cái ly hạnh phúc. Giờ mình sẽ dán má hồng. Mình sẽ dùng bút để vẽ râu. Sau khi xong để nó sang một bên. Mình sẽ cắt tay thỏ từ một tờ giấy. Rồi dán chúng lên ly. Nhưng chưa xong đâu. Mình sẽ bôi keo lên nắp chai nước ngọt. Rồi dán một cái nắp nữa vào. Tiếp theo mình cần dây thun. Mình sẽ để quanh nắp. Nhìn này. Rồi dùng băng keo dán cố định lại. Không muốn nó rơi ra đâu. Nhìn khá chắc rồi đấy. Tiếp theo mình sẽ rạch hai đường bên thành ly. Làm tương tự với bên kia. Chỉ cần là những đường cắt nhỏ. Giờ mình sẽ cuộn lại. Tiếp theo mình cần nắp chai nước ngọt. Mình sẽ luồn dây thun qua chỗ cắt. Và đảm bảo là nắp ở bên trong ly. Giờ mình sẽ xoay nắp. Mình muốn nó thật đẹp và chặt. Xong, mình đã làm thêm một cái ly hình con thỏ. Wow, nhìn chúng kìa. Đợi đã, đó là con thỏ sao? Ôi trời, dễ thương quá. Chiếc xe này lỗi mốt rồi. Hey, chào cậu, cho tớ xem được không? Chỉ là một cái ly. Nó cần thêm chút lấp lánh. Biết phải làm gì rồi. Gì vậy, đó là bụi vàng sao? Giờ con thỏ của mình nhìn chán quá. Nói đi, sao cậu làm được vậy? Không quan trọng đâu. Đua đi. Sẵn sàng chưa? Bắt đầu. Cố lên thỏ. Nhìn chúng kìa, tớ thắng rồi. Không thể nào. Đợi chút, dừng lại. Hôm nay là ngày tuyệt nhất. Không tin được. Mình đã có chiếc xe.
tuyệt quá. Nó đẹp ghê, chưa bao giờ vui như vậy. Bình tĩnh, và chạy thôi. TV chẳng có gì hay cả. Gì đây? Ôi trời đất, mình phải có đôi này. Thấy không, tôi cần đôi đó. Cô đang đợi gì nữa hả? Ngay bây giờ. Hả? Cô là ai? Vâng, xin mời cô. Của tiểu thư đây ạ. Tuyệt đẹp, đẹp tuyệt vời luôn. Vứt rác xong mình sẽ đi chơi. Hả? Gì thế kia? Không đời nào. Không thể tin được. Đôi giày kìa, đẹp quá đi mất. Nào nào, định lấy hả? Trả tiền. Được thôi. Có kẹo nè, đủ chưa ạ? Tuyệt, cảm ơn ạ. Yay. Khoan, mũi giày bị sao kia? Không thành vấn đề, mình sẽ sửa được. Xem nào, đâu rồi ta? Bút lông mình cần đây rồi. Sửa vết chày này thôi. Chà, ổn phết này. Wow, trông y như mới luôn. Mình nhận được đôi giày này hên thật đó. Thế là cậu ấy trượt bài kiểm tra luôn. Ôi trời, giày đâu đẹp vậy bố? Hả? Bố chú máy hay sao vậy? Mình ngồi nghỉ chân ở đây một lát vậy. Và sửa lại giày. Hả? Bà nó làm gì kỳ quặc vậy? Thế chịu thôi, trông rõ gì. Tụi mình chuồn đi. Gì hả trời? Họ đang đi đâu vậy? Đến giờ dậy rồi nè. Ngủ ngon ghê. Tóc mình rối quá nè. May mà có lược. Ow, cẩn thận nha lược. Chả nhẹ thôi. Chuẩn rồi đấy, mượt mà luôn. Soi gương xem sao. Sáng nay trông mình xinh ghê đó. Wow, con của mẹ xinh quá. Con cảm ơn mẹ. Ăn sáng đi nha con. Trông ngon thật. Bữa sáng là bữa mình thích nhất trong ngày. Wow, bánh mì cứng đô. Thôi thì uống nước cầm hơi vậy. Ngủ đã mắt ghê. Chân làm bằng tiền dễ chịu thật đó. Xin chào, tôi cần chút tình yêu. Đây, thể hiện tình yêu đi. Con thật dễ thương. Ôi, ơ kìa. Rồi, tiền của chị đây. Con ngoan thật đó. Xinh nữa nè. Hết giờ. Quá đáng vậy. Mẹ gì mà như thế chứ. Đây, đã đủ để mua tình yêu của chị chưa? Xem nào. Bé con dễ thương của mẹ. Xem nào có ai đang nhìn không ta. Mầm kẹo thôi. Cô ấy đang làm gì vậy trời? Kẹo bé xíu trông chả ra sao cả. Snack đâu? Ôi trời đất ơi, quá trời kẹo ngon nè. Chọn cái nào ta? Ngon hết sảy luôn. Nghe nói phim này đỉnh lắm. Tính gì vậy? Wow. Hi. Wow. Tôi khỏi. Hả? Ôi không, mặt mình toàn sô-cô-la. Phải lau mặt mới được. Kẹo nhìn đã muốn chảy nước miếng rồi. Xin chào. Anh có muốn ăn kẹo với em không? Anh đã xem trailer này chưa? Ok, xinh thế này ai mà lại không muốn tán thành chứ. Khoan, gì kia? Họ đang cầm tay sao? Sao nhanh vậy được? Cậu ấy lấy hết may mắn của mình rồi. Tôi sẽ lấy chiếc nhẫn đó. Wow, trang sức đẹp lung linh luôn. Không tưởng tượng nổi nhẫn đó ra sao nhỉ. Hiểu rồi.
Có cách nào giúp em ấy không nhỉ? Này, anh có bất ngờ cho em đây. Hoa cẩm chướng khiến anh nghĩ tới em. Anh lãng mạn quá. Anh cũng có chiếc nhẫn này cho em đây. Ôi trời ơi, không thể tin nổi. Ok, em sẵn sàng rồi. Anh đeo nhé, đẹp lắm. Giấc mơ thành hiện thực, chụp cho em vài bức đi. Anh yêu đúng là sơ mồ luôn đó. Ok, cẩn thận, cẩn thận. Đeo cái nhẫn này nặng quá. Tóc cứ vướng vào mặt thôi. Lấy dây buộc vào cho gọn vậy. Mình có cái nào trong túi không ta? Trời đất ơi, kẹo cao su này. Sao mà tôi may mắn quá trời ơi. Yay, miếng kẹo cao su hoàn hảo chứ kìa. Nè, cho tớ xin chút kẹo cao su đi. Được chứ, cho cậu nè. Này, nghe nói cậu có kẹo cao su. Cậu cũng muốn ăn hả? Nè, cho cậu đó. Cho cậu nữa. May quá vẫn còn. Nhai kẹo cao su ngon ngon nào. Mọi người sẵn sàng chưa? Nhai kẹo thôi. Kẹo cao su ngọt thật đó. Có gì trong áo khoác của mình vậy ta? Rồi, cởi ra cho rồi. Chà, giờ mình làm gì ta? Váy đó nổi bật phết. Chắc mặc áo khoác ra đi. Chuẩn rồi đó, quá hợp luôn. Ủa, gì đấy ta? Tiền nè. Còn túi này có gì nhỉ? Hay quá, tiền nữa nè. Đúng lúc mình đang cần lau giày. Giờ lại phải nhặt đống tiền này. Wow, bánh ngon quá kìa, muốn chảy nước miếng. Thử sang chiếc bánh khác nha. Trời ơi, ước gì mình cũng có bánh ngon. Tiếp theo là trứng bất ngờ khổng lồ. Xem cái gì bên trong nào. Sô-cô-la này đỉnh quá. Mịn theo mùi kem. Ôi, ước gì mình có sô-cô-la mịn thơm. Cấp 3, hay còn được biết đến là một cuộc thi đo sự nổi tiếng. Đúng vậy, quẩy lên nào anh em ơi. Justin cháy thật. Gì? Mình cũng diễn ngầu như thế. Nè. Này cả nhà ơi, giống như trong TikTok không nào? Đừng nhìn thẳng vào cậu ấy. Bùm. Lố à? Mình sẽ chẳng bao giờ nổi tiếng. Tạ ơn trời cuối cùng cũng đến rồi ăn trưa. Đồ ăn phải tươi đấy. Hey. Hey. Ok, chúng tôi sẵn sàng rồi. Bánh tuộc á? Tớ chưa bao giờ thấy món này. Món đặc sản của Nhật đấy. Thế thì ok. Bạch tuộc là số 1. Tuyệt, cú mèo. Làm ơn đừng hạ độc tôi. Ngon lắm. Cầm cái này kiểu gì vậy mấy cậu? Quả là một bữa trưa đáng nhớ. Cả sáng nay mình cứ mơ về bữa trưa. Ôi trời, mình có chuẩn bị món gì ngon không? Tất nhiên rồi, cupcake. Đúng vị mình mê nữa mới đỉnh. Cupcake hay sao ý? Mình sẽ làm mọi thứ để đổi lấy một cái. Cho tớ với, có ăn không? Được chứ? Tạ ơn trời. Làm ơn giúp tôi quên đi cái vị của xúc tu trong miệng. Ê, xem nè bạn ơi. Ơi,
Tớ cũng muốn. Cho tớ một cái được không? Ủa, bạn tớ đâu hết rồi? Ashley, cậu ta chẳng là ai cả. Biết ngay mà, thà mang sandwich còn hơn. Yeah. Justin, cậu ấy có một mình. Tớ còn một cái bánh nè. Hả? Chà, để cậu tớ mới lấy đấy. Măm măm đi. Bánh này ngon hơn cá sống nhiều. Đồ mới chất như nước cất. Chào cả nhà, mọi người vào nhà đi. Khỏe không? Sẵn sàng chưa nào? Hử? Có cả cậu nữa à, Ashley? Tớ ở đây có được không? Chắc được. Cảm ơn cậu nhiều. Mình chưa bao giờ dự tiệc như thế này. Gì đây? Một trò chơi à? Xanh. Lại sao thế nào cả nhà ơi? Bữa tiệc đỉnh của cháu. Woohoo! Chắc chắn phải cho lên Insta rồi. Chụp thêm cái nữa cho xôm nhỉ. Thế nào anh em ơi? Tuyệt. Khoan, nhìn tớ như khùng ấy. Lần này cậu cầm đi, đừng dí sát điện thoại quá. Tớ phải làm thế này bao lâu nữa? Mình thà chơi trò đó còn hơn. Bye bye. Tớ chơi nhé. Được chứ? Cả nhà ơi, chơi thôi. Chọn màu của cậu trước đi. Chuẩn. Hả? Mấy người phá hỏng tiệc của tôi rồi. Ghi điểm. Tuyệt vời ông mặt trời. Mình không tìm được đúng cái bút chì. Tiếng dậm chân ở đâu vậy? Này, nhìn đi chứ. Cảm ơn vì đã tới nhé các nàng. Trời ơi, tên nổi không? I love you. Đêm nào cũng sẽ ôm đi ngủ. Cứ như cái rốn vũ trụ. Oh Ashley, bản trách nhiệm. Cô muốn xin chữ ký của em thì cứ nói. Vì em quá nổi tiếng mà. Đừng xin chữ ký cùng lúc như thế. Được rồi, của bạn đây. Em bị khùng đấy hả? Có biết đây là bài kiểm tra không? Chúc may mắn lần sau nhé cô gái. Khoan, bài kiểm tra sao? Mình đã nghĩ cái gì chứ? Điểm F đầu tiên trong đời. Bên kia có đứa dở hơi kìa. Đồ lập dị. Thôi đi, tôi cũng ký chữ kia đấy. Chuyện này bệnh quá. Cả lớp, đây là bài hôm nay của cả lớp. Có ai muốn trả lời câu hỏi không? Justin, thầy mới gọi tên em sao? Vâng ạ. Này, chào người đẹp. Justin. Wow, trong này nóng quá vậy. Câu này không nhầm nhò gì đâu ạ. Xem đây. Hiển nhiên là mình có thể ngắm anh ấy mãi. 17 nhân 5 hử? Chuẩn chưa? Yay, anh giỏi quá đi mất. Bravo. 100 á? Em tính thế nào mà 100 chứ? Sao cũng được, lần sau em gỡ. Chọn em đi. Em đi mà, em biết đáp án mà. Ashley. Vâng, cứ để em. Câu trả lời thực ra rất rõ ràng. Ashley, gì thế này? Thầy có hoa mắt không? Cũng hơi tốn thời gian. Nhưng đúng rồi. Cả lớp cho Ashley một tràng pháo tay nào. Khoe khoang là giỏi. Mời em về chỗ. Chuẩn, em làm rất tốt. Em muốn gửi lời cảm ơn đến rất nhiều người. Em không nghĩ anh quên sinh nhật của em đấy chứ. Không nhìn lén nha. Mong là em thích nó. Được rồi, mở mắt ra. Anh vẫn nhớ cuốn sách em thích sao? Không thể tin được. Cảm ơn anh nhiều. Có gì đâu mà.
Cậu cho mình sẵn sàng cho chuyện này chưa? Được rồi, sẵn sàng. Hát hờn hờn đây. Thế thì được chạm đến bờ môi ấy. Au! Justin, không có lỗi cho cậu chui xuống đâu. Mình phải ra khỏi đây thôi. Ích. Không tin nổi là mình lại nằm mơ giữa ban ngày. Này, có lẽ hy vọng là đây. Ôi trời, lần này anh ấy thực sự để ý đến mình rồi. Cho cậu đấy. Thật tình sao? Ôi trời, I love you. Lãng mạn quá. Oh, Ashley, cậu có ổn không? À hả? Đưa dùm tớ cho bạn kia đi. Cho cậu ấy sao? Cuộc đời đâu thể nào buồn hơn. Cho tớ sao? Này, thả ra. Viết gì đây? Oh, em cũng yêu anh gấu nhỏ à. Dừng lại đi. Vâng. Ghế đã sẵn sàng để dùng. Ghế ấm áp đây. Nhưng bàn cần được lau sạch trước. Vô trùng và được trang trí cẩn thận. Wow, gì thế này? Anh gì ơi, ghế này có ai ngồi chưa? Này, vậy chắc là được nhỉ? Không thân thiện lắm ha. Whee, tuyệt vời ông mặt trời. Gia thần như này. Khu vực bàn đã bị xâm phạm. Thưa cô, vui lòng ra khỏi khu vực ghế. Vâng, vâng, vâng. Trời, cô quên đống sách này. Ok, mình phải ngồi ở chỗ này sao? Cũng đành chịu chứ biết làm thế nào. Quan đã. Cậu có phải Justin không? Đang quét đối tượng. Ủa, anh biết em à? Đấy, có thấy chứ. Thế này là nhất. Đồ uống của em đâu? Ống hút. Quá đã. Đi học phải thế này chứ. Nói chung đến trường cũng không tệ lắm, phải không Ashley? Nào cả lớp, đây là bạn mới trong lớp chúng ta. Ashley, chào cả lớp đi em. Má mới sao? Dị. Chào. Tớ sẽ gửi lời chào thân tình. Xem đây. Rất vui được gặp mọi người. Khoan, sách của tôi. Không được ném bậy trong lớp. Không phải em. Mấy thằng này nghịch hết chỗ nói. Em xin lỗi ạ. Ok. Chào cậu. Wow. Trời ơi, cậu có sao không? Trời ơi, Quan đã không? Tớ xin lỗi, cho tớ đi. Tớ sẽ len qua đây. Ôi, xin lỗi, xin lỗi.